rớt quyết định là đi bộ lên top thôi chứ làm gì còn tê lê chặt đồ phải cứ đi qua đạp cháp qua đạp cháp làm chậm một nhịp Kuma nằm xuống. Kathleen lưới 90 đánh tay hai cái double kill rồi Kathleen. Phải cỡ đám cái cháp nữa xem. Ê có chắc là ông này 4 cúp thế giới không các bạn? Đạp thêm cái cháp nữa. Có chắc là ông này 4 cúp thế giới không ấy? Alo. Ui cái lục má tôi đang xem cái gì này. Hả? Trốn bắt không trúng rồi. Nhưng thiêu đốt thì không hút được. Quật xích đồ vương đánh tay nội tại hai hit. Rồi xong nó Faker nằm xuống với shutdown dành cho Sylas. Tại channel Hoàng Sao Mạng như là đồng hành của một game game đấu rất là thú vị của tổ đội T1 tại máy chủ châu Âu. Đổ bộ máy chủ châu Âu và T1 đang gọi là nấu cái máy chủ này bằng rất nhiều những bài toán. Aphelios đứng trên vừa Zeus. Rồi, Final MVP Chung kết thế giới 2023 quay trở lại với lại Chung kết thế giới 2024 và đánh Aphelios đứng trên cầm cái gì? Elite còn trên công đầu rồi. Hai con bớt AK hai bụi Faker với một con chăn đồ đi mid. Aphelios quyền năng bất diệt này. Không ổn đâu nha em nhá. Mình đánh vui vui thì mình đánh được ấy chứ mình cầm cái con Aphelios lên 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 đường trên là fan của em trụy tim đấy. Đi 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 rút ống thở đấy. Rồi, cắm mắt vào cam bot luôn rồi. Faker với việc là nâng nhai nuốt ở cấp 1 với một con Chandle đi mid. Và đây sẽ là cú kéo của Taco Genius aka Gumayusi. Kéo nào. Ok. Anh đứng cho nhìn tầm nhìn như thế mà không kéo ạ. Sợ quê à? Chắc chắn là đêm thì cũng sợ quê rồi, không muốn kéo sớm các bạn ạ. Sợ sợ là bây giờ dí vào kéo. Đánh Keria cười đấy mà. Ừ nhưng mà con chắc đồ cấp 1 khỏe và con Sylas mất cái tốc biến rồi. Con Sylas hỗ trợ. Gì đây, chiến thuật gì đây? Chiến thuật gì đây? 4 boss à? Hả? Elite không farm dừng luôn. Chạy xuống bot luôn. Bom thảy vào liên tục. Ông bom vô ảnh cước nhưng mà vào nhận con rồi. Ok. Hai cú kéo liên tục của Gubayushi với Big Crank nó hụt. Và tiếp tục sẽ làm tình huống vẫn là cam bot. Bom đẩy vào đến từ rốt. Mà kéo cứ hụt như thế thì con Big Crank này không khác gì bị thịt Kuma tốc biến đi và mạng đầu tiên dành cho Lee Sin. Đứng cam cho đã vào xong rồi chết luôn một ông rồi. Đốt vẫn đang quăng chảy cối và ăn cái xuyên táo đấy là đi. Xong rồi vừa rồi cũng không trúng. Lần này kéo trúng rồi. Nhưng cũng mà chết. Lý do này. Lý do tại sao mà Kubayushi chỉ có thể đánh AD. Ba cú kéo, hai cú đầu tiên hụt. Cú thứ ba chúng chết đôi luôn. Faker ăn được cú double kill gỡ lại với mạng thứ ba như một cái xuyên táo, mạng thứ tư và đó là mạng dành cho Kathleen. Guma kéo con Sylas vào làm đôi luôn mà. Rồi luôn Guma Yuxi. Tiếp tục là đứng trên lính với một cú móc. Lần này chúng tiếp rồi hay. Rồi. Cắm bạch ngay. Comeback ngay. Hơi lỏ với những tình huống kéo đầu nhưng mà tình huống kéo thứ tư thì cũng có Yoshi bắt đầu tìm được địa chỉ nó uy tín hơn rồi. Không ship lỗi rồi, không ship lỗi đơn rồi. À cái quả kéo chết hài nó đẳng cấp thật đấy chứ. Rồi, Chandle đi mid, Afe đi top. Cái gì đấy? Aphelios đi top solo kill Teemo. Ok. Đây rồi. Lý do tại sao mà Kumayoshi đánh Aphelios. Đấy là do bên kia là con Teemo thôi nha em nhá. Chứ bên kia là con khác mà em đánh con Aphelios là chết đấy một quy chúng. Chuyển qua súng huyết, súng hỏa ngục. Combo là hỏa ngục và trọng trường. Rồi mít con xe to luôn. Nhà quê chưa nhưng mà con Teemo mất mù. Con Teemo mất mù. Con Teemo nó bắn mù để ngăn cản rớt farm con xe to. Trọng trường giữ chân.
nhưng mà đang bị mù tốc biến theo thiêu đốt vào trọng trường giữ chân thêm nhịp nữa làm chặn tốc biến đi đến từ dân và được chưa, quyền năng bất diệt giúp cho dân sống. Trong PK nó cũng hơi bị oằn tà là vằn một chút nhưng mà vẫn là điểm solo kill gây cho rớt mà sống hộ. Sống hộ, sống hộ, sóng âm một không sao cả, đi bộ vào đánh tay là được em ơi. Trọng trường giữ chân, địa chân giữ chân làm chậm, bóc giáp cốt một đánh tay lại chạy chạy. Ok 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 ok. Bạn Lee Sin này cũng rất điệu với tình huống mà quyết định là không hạ gục của Mayusi ngay mà đợi cái cú sóng âm của mình cho nó pro pro với chúng tôi này. Elite ăn mạng cánh dưới này thì Silas trốn bắt không thành công, rất quyết định là đi bộ lên top thôi chứ làm gì còn tê lê chặt đồ phải cự đi qua đạp chắp à. Đi qua đạp chắp làm chậm một nhịp Kuma nằm xuống. Kathleen lưới 90 đánh tay hai cái double kill cho Kathleen. Phải cỡ đám cái chắc nữa xem. Ok ok. Ê có chắc là ông này 4 cúp thế giới không các bạn? Đạt thêm cái chắc nữa. Ê có chắc là ông này 4 cúp thế giới không ấy? Alo. Ui cái lục má tôi đang xem cái gì thế này. Hả? Trốn bắt không trúng rồi nhưng thiêu đốt thì không hút được. Quật xích đồ vương đánh tay nội tại hai hit rồi xong nó Faker nằm xuống với sắc đao dành cho Silas. Chắc là lừa các bạn ạ. Ơ kìa là rớt đi đâu đây, rớt tự nhiên có mặt ở dưới bot, rớt đi ganh rồi. Thằng Hoa Luân giúp cho rớt có được điểm hạ gục với tình huống đấm lên hất tung của Mayusi. Em diễn hài hay cái gì vậy thì cha. Má con chăn đồ đi mít này hài ác ạ. Rồi rớt xuống bot. Gánh tiếp một mạng nữa dành cho Rốt. Đâu rớt là Aphelios mà anh em đang test quả giáo án Afe quyền năng bất diệt đi top đây. Rồi có thằng Hoa Luân đang cố gắng bao giáp chủ, bỏ qua sát thương của Silas luôn. Ơ kìa. Confirm là nhà T1 này không biết à, không ai biết chơi Zig nha các bạn nhá. Thẻ quả đấy mà ném cái bọc thuốc súng, ném cái gói chất nổ. Dáng ném cho được ạ. Rất fail luôn cột xích. Bắt hai E2 không trúng nhưng mà nội tại cùng với sát thương của Kalila đủ. Rốt nằm xuống. Phá phá trụ rất công kênh đến từ cả thọ cả thầy cả trò. Trò thì bỏ qua sát thương Silas tí chết. Thầy thì đam chưa đủ đã đáp cái gói chất nổ rồi. Xin lỗi thói quen. Xin lỗi. Do tôi. Do tôi. Tại vì tôi không nắm được bắt được cái meta này. Meta này quỷ quá các bạn ơi. Aphelios đi top cũng quỷ quá. Con Teemo này thì thoát kiểu gì đây. Một cái quy ở xu thiết lý bạn. Một bắn. Rất có được mạng hạ gục. Lee Sin lên. Tốc biến địa chấn dư chấn 3 người. Ánh trăng dẫn lối pháo trọng trường. Cái gì đây, 2 đánh 3. Được không ta? Được không ta? Một mạng chuyển qua huyết tinh. Hồi máu lại đến từ Kumayusi. Anh âm đến từ rớt. Xong âm. Lách thành công. Rồi đây hết hết. Xong âm đi vào anh ơi. Phải có một người chết. Anh ơi, anh hy sinh cho em đi. Rớt đang nói như vậy với Kumayusi. Anh vào trước đi. Anh đúng rồi. Anh phải vào trước. Trọng trường giữ chân làm chậm hai nhịp. Một cái quỷ được. Không cần anh luôn. Em solo kill luôn. Anh nhát như cái ấy, thề luôn. Anh chạy được không? Anh chết rồi. Em chết theo luôn rồi. Rất là tình cảm. Anh em xương máu. Sống chết có nhau. Nhưng thực ra là cái pha đấy là cái pha mà Guma Yoshi rất hèn. Thực sự là như vậy luôn. Rất sợ nhát chết đấy từ Guma. Quyết tâm là cô vào trước. Đợi thằng em phải solo kill thôi. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn chết mà. Đồng quy vu tận đến từ hai anh em nhà T1. Đấm móc lên, kéo về. Làm gì có kéo đâu, 8 giây. Elite, solo kill Elite. Chắc chắn làm tình huống hạ gục Silas rồi.
Một cú ăn cắp chiều cuối đến từ vị trí của Salah, nhưng mà nó là con elite thì nó cũng không ngon lắm. Rớt mua cái gì? Cú chê anh lại em nhá. Em đánh như này là em đánh vui vẻ được, chứ em mắc vác cái giáo án này cái gì nữa. Aphelia sử búa tiến công, ok. Một con Afe quyền năng bất diệt búa tiến công, có tí máu. Đẩy lẻ với lại thăng hoa luân, thiết tinh các thứ. Ui, không đau luôn, được chưa, PK luôn. Gì, nộ long cước sau gâm bùi, cước này thì mẹ với chúng tôi. Lạch trái, lạch phải, để rốt bị bắt E2 và con sai lát quá nhiều sát thương. Double kill cho Salah thì cũng cân đổi. Tôi nói thật các bạn luôn, tôi mà bạn là bạn sai lát này, tôi cắt luôn cái màn hình lúc đấy. Bốt thẳng lên X Twitter với dòng trạng thái: tôi đã cân hai nhà vô địch thế giới như thế nào. Ok chưa ạ? Hai cúp thế giới, chuyện nhỏ. Rốt thì cũng tính là có cúp gì, huấn luyện viên đúng không? Tôi đã cân hai nhà vô địch thế giới như thế nào, nghe nó có lực không. Cú xả thù đến từ vị trí của Guayusi nhưng bị bắt E2 đồ vương hồi, quá nhiều máu. Guayusi bốc rồi, bọn sai lát đánh hay quá. Bọn sai lát này 21 cm, mạnh đấy, nghe tên đã thấy mạnh rồi, ai mà nghe tên đã thấy lực rồi các bạn ạ. Không đỡ nổi, không thể đỡ nổi. Lách được E2 đến từ rớt xong cái chủ là đến người, đi mô đi trước, sai lát đi sau, em rớt trả thù với cú double kill đứng trên. Ở nãy giờ quên mất cái anh này. À, đấy các bạn không, cứ phải là mình phải bỏ quên một tí thì người ta đánh mới hay được. Chơi với lính đến từ anh già, đấm nhau với Lee Sin, đặt cọc băng hụt, đi vào canh trụ luôn. Ok, ok. Còn chắc là ông này 4 cú không em? Hả? Cái ông đường dưới đánh con chắc đồ. Có chắc là ông này 4 cú không anh em? Như nào nhở? Chết tiếp đường trên rồi. Double kill cho Timo. Cú quét 3 người trên toàn bản đồ dành cho bên phía của team 2. Khi mà người mạnh nhất của team 1 đó là Zeus đã nằm xuống với con Aphelios, búa tiến công và quyền năng bất diệt. Còn ông Chandle chơi với lính này thì chết năm xác rồi anh em. Đá ngăn sâu thì có đánh nhau. Ô kìa, ui, sâu cắn. Mang sâu cắn đau thế. Chạy đem ơi, chết đấy. Thôi đi rồi, kén nhẹn trúng như một bắn. Mang đi cái góc đấy. Đi cái góc đấy thì chỉ có chết rồi anh em ạ. Sống làm sao được. Sống hổ. Rồi bây giờ lại tất cả nhờ vào rớt thôi. Gói chất nổ rớt đang đi chung với rốt để phá trụ. Một quy chuyển dạng với tình huống lấy thăng hoa luân vào. Lấy cái trụ này nhưng mà hết thăng hoa luân rồi. Chỉ còn một viên thăng hoa luân thôi. Hết thăng hoa luân. Sống lại rất lọ luôn. Tốc biến qua đến từ rớt. Trọng trường giữ trần và đủ sát thương với tình huống chuyển qua súng thiên lý. Được cái chứ, múa súng là khá dẻo đến từ em rớt. Nhưng mà anh Kuma thì làm gì đây? Anh Kuma đang bị làm chậm. Anh Kuma hết chiều, sóng âm không trúng đến từ Lee Sin. Elite đang bò lồm ngồm đến. Có chất nổ, nổ long cước đá một người thôi và điểm hạ cũng có dành cho rớt, còn Faker thì ai à? Ai à? À, đau đầu quá. Rớt vào con tình huống súng thiên lý tầm xa để ăn mạng. Pháo trọng trường trước, làm chậm này. Đặt một cái quy trọng trường tiếp rồi. Tiếp tục chuyển qua thiên lý, một quy tầm xa lại, được chưa? Nhờn. Chết rồi, nó đánh hay này, có khi nào. Các bạn ơi, nó đánh hay này, có khi nào. Aphelios đứng trên cầm búa tiến công ạ. Cái gì thế này? T1 đang nấu cái gì ở danh châu Âu thế này? Chắc chắn đấy là mình vui trôn rồi đúng không các bạn? 4 cúp.
Anh ra 4 cúp. Anh ra 4 cúp. Quy cái chạy, tốc biến địa chân dư chân theo đánh tay đến từ Lee Sin, không gì đỡ được cả. Faker nằm theo. Hai mạng dành cho team 2. 3-4-2-3 rồi. Nhưng vẫn năng hơn tiền bởi vì hơn trụ. Elite lại bò lồm ngồn ra, đánh nhau liên tục đến từ hai đội. Tốc biến cạp đủ sát thương với tình huống kích quyền trưởng. Lại đến. Cái gì đây? 3-1 phối hợp à? Trò chơi tiếp sức là người thắng là Umayushi. Aurora có một tình huống áp sát với cái bức màn. Mà chưa có gì cả. Rớt vẫn là người phải farm và phải gánh ván này thôi. Umayushi di chuyển ra cùng với lại người thầy của mình là Rốt. Umayushi kích tốc, ăn xong cái bộ ảnh cước xong chết. Rốt với chúng tôi này. Chết tiếp không, một cú quy không trúng của Aurora. Rớt thì chuyển ra, bật cho mình súng thiên súng huyết tinh. Và cú quy cùng với đó làm ra chuyển sang súng hỏa ngục để có mạng. Cộng thêm một mạng nữa dạy cho Elite khi Aurora nằm xuống. Rồi. Mạnh mạnh nhá, con Afe này mạnh nhá, trông con Afe này lực đấy. Nhưng mà đây là 2-1. Huyết tinh hút lại máu, tốc biến đấm lên kéo về. Guma có sát thương, chính xác là rớt có sát thương. Nhưng mà rớt bị ăn đồ vương nằm xuống. Sốc đam quá ghê đến từ con xài lát. Cực kỳ nhiều đam, kiếm tay gương quyền trượng. Má, xài lát gì này? Triple kill cho xài lát. Xài lát nấu hai thành viên của T1 rồi. Phải tôi lại cắp màn hình thêm phát nữa. Tôi lại hạ gục hai cúp thế giới này các bạn. Một một là con cho đồ rất là mạnh. Umayushi với một con Aphelios. Rồi, hết mù là được, hết mù là chơi được. Bắt cái tháp canh ra là 1-2 ngay. Nhưng Timo có thiếu đốt nha. Tôi đã solo queue Final MVP chung cái thế giới 2023 như thế nào bằng con ong này. Ok chứ. Huyết kiếm với chúng tôi à, biết thiêu đốt không? Đẩy tiếp rồi, sứ giả cộng dịch rồi luôn, xài lát với chúng tôi này, chết ngay. Kathleen với chúng tôi siêu bom địa ngục được nhờ bài chặt đồ cộng siêu bom, ok đấy chứ anh em. Dùng sứ giả end game luôn không? Các thành viên của Team One đang muốn làm điều đó, tình huống dùng sứ giả để end game, trừng phạt đấy từ Lee Sin, ngăn cản một tình huống end game, giết tiếp được Umayushi rồi. 6 gom găm trúng. Dám vội cướp vào không? Vội cướp vào ăn cái cọc băng là cục luôn đấy chứ. Thôi, té thôi, chim té thôi. À, thực ra là một mega thì nó cũng là thành công rồi. Nhưng mà Umayushi vừa bị solo kill, mất một bánh hai trụ đường dưới. Má còn Teemo rồi, giờ nó quất thêm cái mặt nạ nữa thì khó chịu áp. Ơ kìa, con Elite đi đâu ấy? Ôi, Elite mẹ như là tham bùn xanh trong năm rồi. Mà cái bài đấy là còn dễ dùng nữa chứ. Cọc băng cooldown nhanh các thứ. Bắt E2 nhưng ăn một pha móc đấy từ Umayushi. Nhưng có chắc là móc không? Có chắc là móc không Guma ơi? Tại sao em không câm lặng? Trời ơi, em không câm lặng, có Silas làm đôi luôn rồi. Rớt rồi, nó quýt luôn rồi. À không, mấy ông T1 bị lag các bạn ơi. 3 ông T1 bị lag rồi, 4 ông T1 bị lag luôn rồi. Ơ kìa, thôi à. Hình như là chúng nó phải đi scream hay gì tới các bạn ạ. Z-Port cái. Elite bảo à, Z-Port T1 hộ cái. 4 Z-Port Pally. My team AFK. Rồi, 4 ông ở nhà luôn rồi. Elite 5 Z-Port Pally. My team AFK. Má một cái game hài ác ạ. Chơi game mà tiêu cực quá. Z-Port cái. Trời ơi, T1 nấu cái gì ở đây thế này. Aphelios đường trên tốc biến kén nhẹ đấy. Elite đang rất cố gắng. Có mạng cho Elite luôn. Cộng 1 phiếu vinh danh cho bạn Elite này. Và 4 phiếu Z-Port, 5 phiếu Z-Port cho 4 ông còn lại. Khó.
Hanoi với lại màn trình diễn của tổ đội T1 tại danh châu Âu.